Thủ tướng Singapore ngày 2 tháng 3 kêu gọi quân đội Myanmar phóng thích nhà lãnh đạo dân cử Aung San Suu Kyi để cho phép nước này thăng tiến và cảnh báo chế tài sẽ gây thiệt hại cho người dân hơn là quân đội. Trong cuộc phỏng vấn với BBC, Thủ tướng Lý Hiển Long nói quân đội sẽ học được bài học từ quá khứ rằng sẽ có lợi cho quốc gia nếu quân đội dàn xếp với chính phủ dân sự dân cử vì con đường của quân đội sẽ không đi đến đâu cả. Quân đội thực sự phải lùi lại, trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi, thương thuyết với bà và đội ngũ của bà và tìm ra con đường tiến tới một cách hòa bình cho Myanmar. Nhà lãnh đạo Singapore cũng dự kiến các chế tài sẽ không gây thiệt hại cho giới quân sự cầm quyền ở Myanmar dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ. Những người bên ngoài có rất ít ảnh hưởng. Quý vị có thể tẩy chay họ, có thể lên án họ, có thể thông qua các nghị quyết, nhưng điều đó thực sự không mấy ảnh hưởng đối với những gì Myanmar sẽ làm. Các thành viên khác của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cũng thúc đẩy hành động sau cuộc đảo chính tại Myanmar. Ngày 2 tháng 3, Indonesia kêu gọi Myanmar mở cửa cho khối ASEAN giải quyết những căng thẳng đang leo thang, trong khi Malaysia đề nghị thành lập một nhóm chuyên gia về bầu cử để cung cấp hỗ trợ dân chủ cho Myanmar. Myanmar rơi vào tình trạng xáo trộn kể từ khi quân đội chiếm quyền và bắt giữ lãnh đạo dân cử Aung San Suu Kyi cùng nhiều giới chức lãnh đạo trong đảng của bà Suu Kyi hôm 1 tháng 2 với cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái mà đảng của bà thắng áp đảo. Ít nhất có 21 người biểu tình thiệt mạng kể từ khi xáo trộn bắt đầu. Quân đội nói có một cảnh sát tử vong.